Hàng trăm người dân Syria đã xuống đường ở thủ đô Damas để ăn mừng chiến thắng sau khi phòng không nước này đánh chặn nhiều tên lửa nhắm vào đất nước. Một tên lửa Tomahawk bay qua bầu trời thủ đô Damas, Syria sáng sớm 14 tháng 4. Liên quân Mỹ, Pháp và Anh đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào Syria. Khoảng 110 tên lửa đã tấn công 3 mục tiêu ở Damas và khu vực lân cận. Loạt đạn của lực lượng phòng không Syria nhắm vào tên lửa đang bay đến. Lực lượng phòng không Syria tuyên bố họ đã đánh chặn phần lớn tên lửa tấn công vào nước này. Ngay sau khi đợt không kích kết thúc, người dân Syria đã xuống đường ăn mừng. Hàng trăm người tụ tập tại thủ đô Damas vẫy cờ và hô vang khẩu hiệu chiến thắng. Đám đông tuần hành liên tục hô vang: "Chúng tôi là người của ông, Bashar." Truyền hình nhà nước Syria đã tường thuật trực tiếp cuộc tuần hành. Một phát thanh viên Syria nói rằng hôm nay là một ngày tốt lành. Một số người sử dụng ô tô tuần hành qua các đường phố Damas trong niềm vui sướng. Truyền thông Syria nói rằng 3 dân thường bị thương trong cuộc không kích. Trong cuộc không kích vào tháng 4 năm 2017 của Mỹ, 80 người đã thiệt mạng. Điều này cho thấy người dân Syria dường như đã có cách để đối phó với tên lửa Mỹ. Những bé gái vẫy lá cờ Syria bên cạnh những phụ nữ cầm tấm ảnh của Tổng thống Assad. Điều này cho thấy niềm tin của người dân vào Thủ tướng Bashar al-Assad. Lầu Năm Góc chưa công bố báo cáo đánh giá thiệt hại sau công kích. Còn các binh sĩ quân đội chính phủ Syria thì luôn hô vang khẩu hiệu chống phương Tây, cũng như bày tỏ quyết tâm ủng hộ đối với Tổng thống Assad. Một số người tuần hành mang theo cờ Nga, Iran bên cạnh cờ Syria. Họ vừa đi vừa hát những ca khúc truyền thống của đất nước Syria. Đại sứ Syria tại Trung Quốc cảm ơn Nga vì những sát cánh cùng chúng tôi, rằng những nỗ lực của Moscow đã giúp ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn. Cuộc tuần hành của người dân Syria cho thấy dường như cuộc không kích của Liên quân không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ. Những kẻ thù đã tấn công chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua. Bây giờ tôi sẽ làm việc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, một người dân Syria nói với Sputnik. Một tên lửa đất đối không của Syria đã bắn lên để đánh chặn tên lửa. Quân đội Syria báo cáo rằng họ đã bắn hạ 20 tên lửa của Liên quân. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Địa Trung Hải, Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ là những địa điểm lý tưởng để tàu chiến Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu ở Syria. Sáng sớm 14 tháng 4, tàu chiến và máy bay Mỹ đã tấn công vào các mục tiêu Syria theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Quyết định tấn công được đưa ra chỉ sau một tuần, cân nhắc các giải pháp. Theo hai quan chức quốc phòng Mỹ, ba tàu chiến ở Biển Đỏ đã phóng loạt tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria. Các máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer cũng được sử dụng trong đợt tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng lượng vũ khí gấp đôi so với cuộc không kích vào tháng 4 năm 2017. Cuộc tấn công nhằm vào 3 mục tiêu, gồm một trung tâm nghiên cứu khoa học nằm ở thủ đô Damas, một cơ sở được cho là lưu trữ vũ khí hóa học nằm ở phía tây Homs, và một kho chứa vũ khí gần mục tiêu thứ hai. Để phát động cuộc không kích bằng tên lửa Tomahawk vào Syria, quân đội Mỹ có khá nhiều lựa chọn. Tomahawk có tầm bắn khoảng 2.500 km, điều này cho phép Mỹ có thể phóng từ nhiều vị trí khác nhau, nằm rất xa so với mục tiêu của đối phương, rất khó đáp trả. Địa Trung Hải là vị trí lý tưởng để phát động tấn công. Tàu chiến Mỹ hoạt động ở vùng biển này có thể tấn công toàn bộ khu vực. Tàu chiến Mỹ hoạt động ở vùng biển này có thể tấn công toàn bộ khu vực Trung Đông và Tây Á. Syria có bờ biển tiếp giáp với Địa Trung Hải, nên việc tấn công từ khu vực này rất dễ dàng và không phải bay qua không phận quốc gia nào. Tuy nhiên, tên lửa bắn từ Địa Trung Hải thường phải bay qua khu vực gần căn cứ hải quân Nga ở cảng Tartus. Căn cứ này có sự hiện diện của hệ thống phòng không tối tân S-400, Passer S-1, đặc biệt là tổ hợp S-300V4, được thiết kế riêng cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa. Một hướng tấn công khác là Vịnh Ba Tư, tuy nhiên hướng tấn công này, tên lửa phải bay qua không phận Iran. Tehran lên tiếng phản đối lời đe dọa tấn công của Tổng thống Trump trước đó, nên phát động tấn công từ đây sẽ không thực sự hợp lý, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho tàu chiến Mỹ nếu Iran đáp trả. CNN cho biết, Hải quân Mỹ phát động đợt tấn công từ Biển Đỏ. Điều đó cho thấy Mỹ đã chọn đường bay tránh khu vực căn cứ quân sự lớn nhất của Nga. Tên lửa phóng từ Biển Đỏ sẽ bay qua không phận Ả Rập Xê Út, Jordan, hai quốc gia đồng minh với Mỹ để tiếp cận Damas. Khu vực này được bao bọc bởi các quốc gia đồng minh và đối tác thân cận của Mỹ. Bên cạnh đó, tàu chiến hoạt động từ khu vực này sẽ tránh được nguy cơ đụng độ với tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải. Hải quân Nga đã điều động phần lớn tàu chiến của họ ở Tartus ra Địa Trung Hải, ngay sau lời đe dọa của ông Trump.
Nếu như phản ứng sau vụ tấn công hóa học xảy ra vào tháng 4 năm 2017, Mỹ chỉ đáp trả bằng 59 quả tên lửa Tomahawk, thì đợt không kích năm nay đã sử dụng hỗn hợp cả máy bay và tàu chiến với khoảng hơn 100 quả tên lửa. Cuộc tấn công lần này có sự tham gia của Anh và Pháp, cho thấy một liên minh đã được hình thành để đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học vào ngày 8 tháng 4. Không quân Mỹ đã điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tham chiến. Phi cơ này có thể phóng tên lửa hành trình không đối đất từ ngoài không phận Syria. Tài khoản Twitter Tyler Rogoway đăng ảnh các tên lửa hành trình không đối đất AGM-158-GASSM bên trong khoang chứa vũ khí của B-1B trước khi xảy ra vụ công kích. Tên lửa GASSM có tầm bắn từ 370 đến 1.000 km tùy phiên bản. Đây là một trong những tên lửa đẹp và thông minh. Theo cách mô tả của Tổng thống Trump, vài ngày trước cuộc tấn công, Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ vị trí xuất kích của B-1B cũng như vị trí mà nó phóng tên lửa. Bộ Quốc phòng Anh cho biết 4 cường kích Tornado GR-4 đã tham dự đợt tấn công, phóng tên lửa hành trình không đối đất Storm Shadow vào một căn cứ quân sự cách khoảng 15 km về phía tây Home Syria. Bộ Quốc phòng Pháp đã điều động tiêm kích Migare 2000 và Rafale tham chiến. Các tiêm kích Rafale sử dụng tên lửa hành trình không đối đất Storm Shadow để tấn công các mục tiêu ở Damas. Chưa có báo cáo chính thức nào về thương vong đối với người dân, Nga và Iran lên án cuộc tấn công. Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo về những hậu quả đối với các nước thực hiện cuộc không kích. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh hành động leo thang làm phức tạp thêm tình hình. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Ba trung tâm nghiên cứu khoa học và một số căn cứ quân sự ở quanh thủ đô Damas, Syria đã bị trúng tên lửa. Tên lửa phòng không xuất hiện trên bầu trời thủ đô Syria vào rạng tháng 14 tháng 4 khi Mỹ mở cuộc tấn công vào nhiều vùng ở thủ đô Damas. Truyền thông nhà nước Syria cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ khoảng 20 tên lửa của liên quân Mỹ, Anh và Pháp. Nhân chứng tại thủ đô Damas cho hay nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và thấy khói trắng bốc lên. Theo một nhân chứng khác, quận Baza, Damas, nơi có trụ sở của một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của Syria đã bị trúng tên lửa. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dufour nói, Mỹ đã lựa chọn các mục tiêu nhằm giảm nguy cơ liên quan cho các lực lượng Nga. Nga bắt đầu tham chiến ở Syria vào năm 2015 và hậu thuẫn cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Cuộc không kích rạng sáng 14 tháng 4 là hành động can thiệp quân sự lớn nhất của các cường quốc phương Tây vào cuộc xung đột kéo dài 7 năm ở Syria. Video do nhân chứng quay cho thấy bầu trời thủ đô Damas rạng sáng 14 tháng 4 khi cuộc không kích bắt đầu, trong khi Tổng thống Mỹ phát biểu từ Nhà Trắng tối 13 tháng 4 theo giờ Washington. Những quả tên lửa đầu tiên đã phóng tới những mục tiêu của Damas. Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố cảnh sát Mỹ đáp trả vụ tấn công hóa học độc ác và đáng kinh tởm của quái vật Assad. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis khẳng định số vũ khí được triển khai trong đợt này không kích, nhiều gấp đôi cuộc tấn công vào sân bay quân sự Al-Sarat của Syria hồi tháng 4 năm 2017. Khi đó, Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình từ hai tàu khu trục ngoài khơi Syria. Quang cảnh ở quận Mez, thủ đô Damas rạng sáng 14 tháng 4, sau khi vụ không kích của liên quân Mỹ, Anh và Pháp kết thúc. Trong ảnh, hai người đàn ông địa phương đi ngang qua một nhà thờ Hồi giáo. Quang cảnh đường phố vắng bóng người ở thủ đô Damas sau khi Mỹ kết thúc đợt không kích Syria. Các quan chức quốc phòng Mỹ nói đây là chiến dịch kéo dài và là các cuộc không kích chỉ chính thức kết thúc khi chính quyền Syria dừng sử dụng vũ khí hóa học. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết chưa có tổn thất nào về phía Mỹ. Người dân đến nhà thờ Hồi giáo cầu nguyện sau cuộc không kích. Ba địa điểm trên lãnh thổ Syria đã bị Mỹ, Anh và Pháp tấn công, gồm một trung tâm nghiên cứu khoa học ở gần Damas và một kho chứa vũ khí hóa học tại Homs. Mục tiêu thứ ba là nơi đặt căn cứ chỉ huy quan trọng và nhiều trang thiết bị trong chương trình vũ khí hóa học của Syria tại Homs. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.